hướng về đỉnh Bà Đen kỳ vĩ, nóc nhà của văn hóa tâm linh Nam Bộ, nơi thiên sơn hội tụ linh khí quốc gia, hưởng an lành dưới chân tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, cân bằng thân tâm trí tại quần thể 60 chùa linh thiêng, tương bừng lễ hội tôn vinh di sản tín ngưỡng cha ông, tìm hiểu cội nguồn huyền tích tại không gian hành trình Phật giáo. Sinqua Bà Đen Mountain, nóc nhà Nam Bộ, xanh rớt làm đẹp những vùng đất.